Miền quê Đông Bắc thân mến chào tất cả mọi người nhé, chào cô bác bà con nông dân nhé. Hiện nay trước màn hình của toàn thể quý vị là một dòng phân của Tiến Nông nhé, của công ty Tiến Nông các bạn nhé. Đây có logo đàng hoàng đây, bao zin được vận chuyển từ nhà máy về đến tay người nông dân luôn nhé. Cái này là chuyên lót này cho tất cả các loại cây trồng luôn, từ cây ăn quả cho đến lúa, lạc, ngô. Đây là phân lót này, còn cái gói bao bì bên kia là phân thúc, để mình sẽ tiến lại gần để quay cho các bác cùng xem nhé. Đây là bên này là phân lót, à phân thúc ấy, bên là chuyên thúc nhé các bác nhé, của công ty Tiến Nông luôn, phối hợp với hội nông dân xã và thôn để cho vay trả chậm nhé. Cho vay trả chậm để bà con nông dân sử dụng trước, sau khi thu hoạch thì sẽ trả chi phí cho công ty thông qua hội nông dân xã và thôn. Có lập danh sách để chi thu nhé các bác nhé. Đây là một chương trình rất là ý nghĩa. Năm đầu tiên hoạt động thì người dân sử dụng và thấy hiệu quả, năm thứ hai đến năm thứ ba rồi. Người dân sử dụng rất là nhiều luôn. Đây là một điểm thôi nhé các bác nhé. Ở tại xã thì em thì mấy chục điểm luôn cơ. Đấy, người dân đến lấy thì cứ lấy xe đến lôi như thế này. Như nhà bác này thì lấy, nhà bác này lấy có lấy 8 bao rồi, 7 bao hay 8 bao chú? Thế là 4 này, 4, 5 là 9 bao. Ta có lấy phân về tại chỗ nhà ông Kim ai không? Vâng. Tôi ra lấy luôn. Các hộ đăng ký và chưa đăng ký. Đây các hộ đăng ký thì sẽ lát nữa sẽ thông tin và chia sẻ ra để đến lấy này. Và chưa đăng ký. Đây là nhà. Nhà chú này lấy 10 bao. Chưa đăng ký cũng lấy được gì bác? Chỉ đăng ký lấy được. Sẵn rồi vì một số chưa kịp đăng ký mà. Vâng. Chỗ này là 20 mấy tấn đấy. Là cứ 500 bao. 500 bao. Rồi một bao sẽ là 25 cân nhỉ? Hơn 20 tấn. Đấy rất là nhiều phân đã về đây, chương trình phân vay trả chậm tiếp tục nhá, của thôn Bản Lai nhá. Hỗ trợ thời gian. Sau khi bà con nông dân dùng, sau khi thu hoạch thì mới phải trả phí và không có lãi luôn nhá. Đây là một chương trình do chi hội nông dân phối hợp với công ty Tiến Nông nhá, để giúp đỡ bà con nhá. Chúng ta có phân bón cho vụ mùa nhé. Vâng.